Em xin chào các bác nha, đã đến với video của em kênh Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em cập nhật hàng đi cho các bác mình nha. Những bác mình mua hàng thì cứ yên tâm, thì mình có đặt cọc, có đặt hàng thì mình sẽ có nhận hàng. Mà hàng đi thì em đảm bảo có chất lượng đến tay các bác thì lúc nào cũng là ưu tiên. Ưu tiên ở đây là cái phần chất lượng hàng hóa và cái bảo đảm cái hàng đến tay các bác đều là những cái sản phẩm tốt nhất và an toàn nhất. Thì bên em đóng hàng là thùng xốp. Rồi em quấn rất là kỹ chống sốc cho các bác nè. Thì nhận hàng là các bác được kiểm tra trước mặt bưu cục nha. Người giao hàng ta đem lại cho mình thì mình bắt người ta, mình cầm điện thoại của người ta hoặc là mình cầm điện thoại của mình quay lại cái lúc mà khui hàng ra đó. Thì các bác cứ yên tâm về cái phần mà kiểu như là chất lượng, thì lúc nào em cũng đặt lên tiêu chí hàng đầu. Cái chất lượng để làm gì? Chất lượng để tạo lên niềm tin, thì các bác trao cho em gọi là cái niềm tin, thì em trao lại với các bác gọi là cái chất lượng. Thì đây những là cùng hàng em đi nè. Cái này là cái máy xay sinh tố Tiger là nằm đi Hải Phòng. Còn những đó là mấy cái cục đổi nguồn điện đó. Đây rất là nhiều hàng luôn các bác, em cho các bác xem mà em coi coi cái này là cái gì. Cái mít, cái hộc nước mít, cái mít 1 lít 8 này là em vừa đang lên tầm có mấy chục phút thôi là bác khách quen ở Đồng Nai đã chốt liền, giá là 2,7 triệu. Nói chung là mua bán nếu các bác với em chưa có màng ăn với nhau thì kiểu như là nó hơi lăn tăn, nhưng các bác đã màng ăn với em rồi rất là nhanh gọn mau lẹ. Làm chi cái thời gian nó quý lắm các bác. Nhiều khi mình á phải là coi như là nắm bắt cơ hội, nắm bắt cái thời gian, cho nên là em mua bán thì nó rất là nhanh gọn. Thì bác này là mua vô chưa có kịp nói gì bác coi là chuyển tiền cho em rồi, thì cứ quăng cái địa chỉ cũ thì em gửi cho các bác thôi. Cái mẫu này là cái mẫu bình thủy này là đi Cần Thơ. Một cái voi oxy này bác này ở Tiền Giang. Còn cái này là cái Anacoc này là đi Kiên Giang, ở Vĩnh Lạc, Vĩnh Gạch Giá, Kiên Giang gì đó. Còn cái này là cái thì không ghi luôn ta, cái này chắc cũng là cái nhỏ nhỏ vuông vuông như là cái này là gì? Cái bình thủy này đi đi cái gì Hải Phòng nè. Một bác kia là Lê Chân Hải Phòng, một bác này ở cái gì Hải Phòng đó. Còn cái này là bình thủy và cộng cái sinh tố đó, là bác này là ở Đồng Nai cũng là khách quen luôn. Nói câu trước câu sau mở hàng em là lúc 8 giờ mấy sáng, 8 giờ mấy hả ta? Đúng 8 giờ mấy. Nói chung là mua bán thì cũng nhanh gọn lắm các bác yên tâm nha. Thì mình mua cái mặt hàng nào thì mình nhận mặt hàng đó thôi. Hàng Nhật thì chỉ có duy nhất một cái, mà kiếm thêm một cái thứ hai là để giao cho các bác cũng không có nữa. Nhiều khi những mặt hàng mà đăng lên hay vừa đăng lên là các bác chốt, cái kiểu như em cũng rất là tiếc. Có một cái thôi mà 4, 5, 7 có những cái mặt hàng đưa lên là tới 10 người, 7, 8 người chốt luôn. Cho nên là kiểu như nó rất là tiếc đó các bác. Thì các bác thấy nào kết ưng ý thì mình chốt nhanh gọn đi em, cảm ơn. Thì các bác mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Thì hết video, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác là nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ. Cảm ơn các bác đã theo dõi, chân thành cảm ơn.